sư phụ Pháp Tính vừa mới vào đạo tràng. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Như Như xin mời chư vị cùng với Như Như lắng lòng thành tịnh để thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka thi pa ti sa ham pa ti ca tăng cha li an thi hoa răng a gia cha tha san ti tha san tâm pa ra chắc kha cha ti ca đề xê tu tham anu gam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân su tan cha ban thăng a phi tham ma chăm mang a cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha này dê ba ri sa và mạnh chê ê quang xà hâm ba ti brahma pha ga quan tăng a gia cha tha tuân hi phà quê na tăng bút thô ca đuôn nhê na thi hoa sa gia tăng ha vua tha gia ba đê na mi ga đa văn ta tô ga tô bành cha hoa gia đa vô nay dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba phu ti sam bu tô anu na thăm ma đê sa năng ma kha hoa sa ni đê xê si san ta năng an tha si tha căng tê na sa tu a vô phân tê đề xê tu tham ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa gia anu cam bam bi ca ta quê nắp mô bích tha giá nắp mô tham ma giá nắp mô sang khai giá. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư phụ ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng chung dung. Dạ, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần bất tri về đạo đế. Mà ở trong phần này thì chúng ta sẽ học về cái phần chánh định, có nghĩa là mình bất tri cái con đường dẫn đến định. Có nghĩa là hồi trước giờ mình không có biết cái con đường mà dẫn đến định tâm, mình không có, mình mờ nhạt hay là mình không có biết đến cái con đường đó. Bài học ngày hôm nay thì cũng hơi khó, nó không phải giống như những cái chi phần của tinh tấn vân vân. Thành ra nếu mà nói về một là niệm, hai là tuệ, ba là định, những cái phần này thì nó rất là khó. Thành ra chúng tôi cũng hy vọng quý vị quan thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta lắng nghe, chúng ta tu tập. Vì trong cuộc đời của chúng ta thì trước sau thì chúng ta cũng phải
đi đến cái con đường này thôi. Trước sau chúng ta cũng phải tìm đến cái những cái cách hoặc là những cái đường lối tu tập để chúng ta thoát khỏi cái sinh tử luân hồi thôi. Thành ra bây giờ chúng ta không học thì đời sau chúng ta cũng phải học. Nói chung là đến một cái lúc nào đó chúng ta cũng phải hoàn thành hoặc kết thúc thôi. Thành ra bây giờ chúng ta học sớm chừng nào nó tốt sẽ tốt thì đó. Và kính đảnh lễ đến thượng thọ Thành Tâm. Bây giờ thì trước khi đi vào bài học thì chúng tôi xin được Thành Tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Sambuddho Bhagava Buddhang Quantang Atiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokassa Natang Varamuttama Hang Buddhan Cha Thammang Cha Bana Mami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương thần đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến đạo tràng Phật tử. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bức Thầy Giáo. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bất tri đạo đế và những cái phần bất tri dẫn đến mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn chúng ta đã học rồi. Bây giờ thì chúng ta học về bất tri trong chánh định, có nghĩa là mình không biết mình không biết gì đến cái con đường dẫn đến chánh định. Vậy thì cái chánh định có nghĩa là như thế nào quý vị? Chánh định khi mà chúng ta mở ở trong những cái bài kinh tạng, những cái bài kinh ở trong tạng kinh, thì lúc nào mà quý vị cũng thấy, lúc nào Đức Phật, quý vị cũng thấy Đức Phật giải thích như thế nào là chánh định. Ở đây trong giáo pháp này, tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, vân vân. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong một cái bản kinh nào cũng vậy, Đức Phật đều nói cái trạng thái của chánh định là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, là ở trong cái hệ thống là bốn thiền ở trong tạng kinh. Còn ở trong tạng vi diệu pháp thì năm thiền. Thì cái trường hợp này chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sao thì tại sao ở trong vi diệu pháp thì năm thiền, ở trong tạng kinh thì bốn thiền đó. Nhưng mà ở đây cái điều là nó quan trọng là chúng ta cái con đường mà chúng ta tìm đến với cái chánh định, có nghĩa là để cho chúng ta không có bị quá xa lạ. Ở đây thì cái tâm ý của chúng tôi muốn chia sẻ lại cho quý vị để cho mình thấy rằng đối với cái đời sống thiền định thì nó cũng không có quá xa lạ gì với mình hết. Để khi nào mà mình có cái thời gian hoặc là mình có cái ước muốn đó, chúng ta sẽ tìm đến để mà chúng ta tu tập. Vậy thì cái cha ná, cái bậc thiền ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không cho phép cái tâm của mình nó đi lang thang, mình không cho phép cái tâm của mình nó đi lang thang, mà mình phải gắn chặt nó trên một cái đề mục duy nhất. Thí dụ như đối với cái người mà người ta tu tập về định niệm hơi thở thì ta gắn tâm ở trên cái hơi thở. Còn nếu mà người mà tu tập về niệm tâm thì người ta lo người ta sẽ gắn chặt tâm của người ta trên cái đề mục đó. Nói chung ở trong thân thọ tâm pháp đó, thì nếu mà mình tu tập về cái đề mục nào đó thì mình sẽ gắn tâm mình chặt ở trên đó.
mình gắn tâm mình chặt ở trên cái đề mục đó là để chi quý vị, để cho tâm mình á, là lúc bấy giờ á, nó có cái sự định tâm, là nó có cái sự định tâm. Sau một cái thời gian mình duy trì được cái trạng thái vắng lặng ở trong tâm của mình, thì lúc đó, đó cái tâm của mình đó, nó đạt đến là sơ thiền. À, có nghĩa là bây giờ chúng tôi đang nói về cái sau khi mà một cái vị hành giả đó, à, có cái sự mà gắn tâm, dán tâm chặt được ở trên cái đề mục đó rồi, thì cái vị đó là sẽ thành tựu là những cái tầng thiền, ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền. Mà ở trong sơ thiền á, thì có 5 cái chi thiền à, tạo thành à, đó là tâm nè, à, rồi tứ nè, à, rồi à, hỷ nè, rồi lạc nè, rồi định nè. Thì à, những cái trạng thái này á, thì khi mà chúng ta tu tập à, khi mà chúng ta có cái sự tu tập á, nó đạt đến được à, nó đạt đến được những cái trạng thái đó, thì chúng ta mới sẽ biết được là cái định ở trong tâm của chúng ta, cái định trong tâm của chúng ta đó, nó quan trọng đến như thế nào, à, nó quan trọng đến như thế nào. Vậy thì trước khi mà bắt đầu vào cái đời sống tu tập về thiền, thì thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là có 2 cái loại thiền. Một là thiền định, Samatha Chana. 2 là thiền quán, Vipassana Chana. Đó, có nghĩa là thiền quán. Nhưng mà ở trong một cái đề tài thiền nào đó, chúng ta cũng phải biết cái cách để mà chúng ta tu tập để mà dẫn đến cái sự định tâm của mình. Vậy thì cái cách tu tập đó là Đức Phật đó, là dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo. Có nhiều khi rằng ở trong cái câu Phật ngôn á, Đức Phật nói là vị tỳ kheo sau khi đi khất thực trở về độ ngọ, rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến ngôi nhà trống hoặc là gốc cây với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt đó. Thì có những người người ta nói rằng là ồ, cái này Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo, đâu có liên quan đến người cư sĩ. Cái điều đó nó không phải, quý vị. Tại vì là khi đó cái đối tượng mà ngồi ở trước mặt Đức Phật là đa phần là các vị tỷ kheo, đa phần là các vị tỷ kheo. Rồi ở trong cái thính chúng đó, quý vị thấy rằng là có cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ, luôn cả chư thiên cũng có nữa, luôn cả chư thiên cũng có. Nhưng mà cái đối tượng chính yếu ở đó là các vị tỷ kheo. Thành ra đó là Đức Phật mới nói là các vị tỷ kheo sau khi độ ngọ xong rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ đó. Và ở những cái lời giải thích khác đó, thì các ngài trưởng lão đó, các ngài nói rằng đó, nếu mà những cái người nào mà có cái sự nhàm chán luân hồi muốn tu tập thiền định thiền quán, thì những cái vị hành giả đó cũng được gọi là cũng được nằm ở trong cái đối tượng là này các vị khác đó. Rồi cái chi tiết này thì cũng không có gây cho chúng ta nhiều cái cản trở gì hết. Rồi kế tiếp là tại sao mà chúng ta đối với cái sự mà đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ là quý vị đã biết rồi. Mỗi khi đời sống của các vị tỷ kheo, khi mà mình độ ngọ xong rồi đó, nó sẽ có một cái thời gian đó nó sẽ bị sai cái dịch thực, nó bị sai cái dịch thực, có nghĩa là nó bị hôn trầm, bị buồn ngủ đó, thành ra phải đi kinh hành đặng xua đuổi cơn buồn ngủ đó. Thì đối với những người cư sĩ, những vị hành giả cũng vậy, sau khi mà chúng ta dùng ngọ rồi, chúng ta độ ngọ rồi, chúng ta ăn rồi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đi lại một cái chỗ nào mà chúng ta ngồi thiền liền được, chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi liền được, nên là chúng ta cũng phải đi tới đi lui. Ở trong thời nay mà nói như là cho chúng ta tiêu hóa được cái vật thực đó, hoặc là tiêu cơm đó. Đó,
thì chúng ta cũng phải đi kinh hành, đi kinh hành để mà xua đuổi cơn buồn ngủ. Sau khi mình đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ rồi á, mình sẽ đi đến một cái nơi nào mà nó yên tĩnh, có nghĩa là một cái ngôi nhà trống, một cái phòng trống, hoặc là một cái khu rừng, hoặc là dưới cây gì đó, hoặc là ở trong phòng mình cũng được, ở trong phòng mình cũng được. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng á, thường thường á, mình cũng phải làm cái phòng cho nó thoáng, quý vị. Cái phòng của chúng ta ngồi, chúng ta tu tập á, chúng ta làm sao mà ở trong cái phòng á, nó phải thoáng, nó không có nhiều cái đồ vật quá, không có nhiều cái đồ vật ở trong đó quá. Ví dụ như là, quý vị biết rằng á, có nhiều khi á, có những lần trước á, những cái thời gian trước á, chúng tôi đi tu tập á, chúng tôi vào chùa, chúng tôi tu rồi đó, thì khi mà trở về nhà đó, quý vị biết á, mình thấy cái cảnh tượng ở trong nhà đó, mình cảm thấy nó rất là mệt, quý vị. Ví dụ như mình nhìn nguyên một cái xào đồ treo ở trên, rồi mình nhìn ở dưới sàn nước đó, thì cũng là một, rồi mình nhìn ở ngay chỗ cái sống chén đó, cái chỗ mà rửa chén đó, thì cũng là một mâm chén, một mâm chén, rồi ly thì cũng là một mâm ly. Chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, ở trong một cái gia đình đó, có ba bốn người mà sao đồ đạc nó nhiều quá, mình cảm thấy nó rất là chật chội, nó rất là khó chịu, quý vị. Thành ra đó, từ ngày chúng tôi đi tu đó, chúng tôi ít có đi về nhà mà ngủ được ở nhà, rất là khó đi về ở trong, ngủ ở trong một cái nhà của mình hồi xưa đó, mình cảm thấy nó chật như sao đó. Nó thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái đời sống mà một cái vị hành giả mà muốn hành thiền đó, muốn tu tập đó, chúng ta cũng phải có một cái không gian, một cái không gian nó trống, quý vị. Đó, rồi tại sao mình phải đi đến cái nơi thanh vắng? Tại sao mà cái vị hành giả, cái vị tu tập mà phải đi đến cái nơi thanh vắng, quý vị? Các vị trưởng lão giải thích đó, tâm của chúng ta đó, tâm của mọi người, tất cả các vị hành giả, là trước khi mình đến với cái đời sống xa ná này nè, trước khi mình đến với cái đời sống tu tập này nè, là cái tâm của mình sao, quý vị? Cái tâm của mình là coi như là nó đã quen với tất cả các cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nói chung nó quen với năm cái trần cảnh, mà nó quen lâu dài và nó rất là thân thiết, rất là khăng khít. Đó, có nghĩa là như thế nào, quý vị? Có nghĩa là tâm của chúng ta này, giờ mọi người, tất cả những người mà đang có mặt ở trong lớp học này, quý vị thấy rằng chúng ta là khách hàng, thân quen với cái gì? Thân quen với phim nè, với nhạc nè, với những cái mùi thơm nè, với những cái vị ngon nè, với những cái sự xúc chạm yên, nó êm ái nè, rồi những cái suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai, nói chung là mình ngồi ở đâu mình cũng suy nghĩ được hết. Mà mình á, là coi như là mình với năm cái, những cái dục trần đó, là mình coi như là mình là cái khách hàng mà rất là quen thuộc, rất là thân. Mà trong một thời gian nó rất là dài, các ngài trưởng lão á, các ngài nói rằng á, mình á, là coi như là cái tâm của mình đối với những cái cảnh dục này, những cái sự mà coi phim ca hát, rồi đồ ngon, rồi những cái gì mà mình cho là cái xã hội này, cái cuộc sống này là đầy thú vị, là mình rất là vui thích, mình rất là siêng năng ở trong những cái cảnh đó, mà từ ở trong quá khứ cho đến bây giờ đó, quý vị thấy rằng các ngài trưởng lão, các ngài nói mình có thấy sai không? Không có sai nha các vị. Các vị trưởng lão nói cái tâm của chúng ta, thật sự ra cái tâm của chúng ta là nó dính liền với những cái cảnh đó từ hồi xưa đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ á, mình làm quen với thiền, thì trong những giây phút đó mình không có những cái cảnh đó nữa. Đó, bây giờ thí dụ như là
một vị chúng ta tu tập theo cái đề mục hơi thở. Bây giờ chúng ta đi tìm cái chỗ thanh vắng để mà chúng ta ngồi, chúng ta định niệm hơi thở, chúng ta ngồi, chúng ta tu tập hơi thở. Vậy thì bây giờ tâm của chúng ta nó đã tách lìa ra những cái phiên ảnh, những cái ca nhạc, những cái mùi thơm vân vân, mình đã tách lìa ra được những cái dục đó rồi. Đó, ly dục, ly ác bất thiện pháp. Đó, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta ly dục sao quý vị? Các ngài nói là giống như con cá mà nó được vớt lên bờ. Con cá mà nó được vớt lên khỏi cái mặt nước. Nó được vớt lên khỏi mặt nước, bỏ trên một cái miếng đất khô. Lúc bấy giờ nó sẽ khốn khổ, nó sẽ khao khát để nó tìm nước, vì nó quá hoảng sợ, nó quá run sợ. Đó, thì cũng vậy. Quý vị thấy rằng coi như là khi mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta bước đến cái đời sống thiền định, chúng ta mới bắt đầu, chúng ta bước đến cái đời sống tu tập, thì quý vị thấy rằng là lúc đó mình cũng giống như con cá mà người ta quăng mình lên cái miếng đất khô gì đó. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Có những người mà hãy mà suy nghĩ đi đến chùa để mà tu tập một ngày hoặc là hành một cái khóa thiền gì đó, nói chung là gặp nhau ở trên chùa tu tập rồi trở về nhà thì được. Chứ bây giờ mà mình nói là bây giờ mà mình đi vô chùa, mình xuất gia hoặc là mình ở trong đó 3 tháng mình tu tập á, thì lúc đó quý vị thấy không, bao nhiêu chuyện mình nghĩ là công việc của mình như thế nào, rồi nhà cửa như thế nào, vân vân, nó đủ thứ, nó đủ thứ chuyện để mà nó làm cho mình rút lui hết. Thì nó cũng giống như là cái con cá mà bị bỏ lên một cái miếng đất khô gì đó. Đó, thì đối với một cái vị hành giả mà chúng ta mà tu tập, khi những cái thời gian đầu tiên mà chúng ta đến với thiền định, đến với đời sống tu tập đơn điệu như vậy, thì lúc nào tâm mình nó cũng bị dãy dụa, bởi vì chúng ta đã đem tâm mình ra khỏi các cái dục lạc rồi, khỏi các cái dục lạc rồi, thành ra coi như là lúc này nó dãy dụa. Nhưng mà các vị trưởng lão, các vị nói rằng lúc đó mình coi như là mình phớt lờ đi, coi như là lúc đó là chúng ta chỉ tập trung vào cái đề mục chúng ta tu tập thôi. Nếu mà chúng ta đang tu tập đề mục hơi thở, chúng ta tập trung, chúng ta tu tập trong cái hơi thở của chúng ta, mà chúng ta muốn làm như vậy đó, thì chúng ta phải có cái cách, có nghĩa là lúc đó mình phải nói thầm ở trong tâm của mình. Bây giờ đó, mình có dãy dụa đó, hoặc là mình có ngồi đó mà mình suy nghĩ hay là làm cái gì đó, thì nó cũng mất cái thời gian thôi, nó cũng làm uổng phí cho cái thời gian mình thôi. Đó, thành ra bây giờ mình chỉ có tập trung lại, mình tu tập. Quý vị biết đó, quý vị biết rằng có một cái thời gian đó, chúng tôi ở bên Miến Điện, chúng tôi ở bên Miến Điện. Quý vị biết rằng cái thời tiết, hình như chúng tôi cũng nhớ cái khoảng thời gian này, trước khi lễ Phật Đản, có nghĩa là trước gần tháng 4, thì chúng tôi ở đó khoảng tháng 3, Quý vị biết rằng cái nóng của Miến Điện nó nóng kinh khủng, nó nóng kinh khủng luôn đó quý vị. Rồi lúc đó chúng tôi ở trong cái trường thiền, chúng tôi nóng quá chịu không nổi. Thức ăn thì nó cũng, phải nói rằng là cái thức ăn nó khó ăn quá, mình chịu cũng không nổi. Thì lúc đó cái sự tu tập đó, cái sự tu tập của chúng tôi nó bị chi phối nhiều lắm. Lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi mới suy nghĩ, bây giờ mình ngồi mình nghĩ ngợi cái gì? Còn 30 ngày nữa thì mới tới cái ngày cái vé của mình về. Mà bây giờ mình muốn về liền thì mình cũng có tiền mình mua vé về, mà mình cũng không thích mua vé mà về gấp quá, là cái giá nó rất là mắc. Đó, vậy thì bây giờ cái thời gian mình đi về nó chưa tới, mà mình ngồi mình suy nghĩ làm chi. Rồi lúc đó chúng tôi cũng nghe ở trong băng có người ta dịch lại các vị thiền sư đang giảng,
Cái vị thiền sư đó đang giảng, cái vị đó nói cái nóng mà mình cứ sợ, mình cứ tìm cái chỗ nào mát, hoặc là mình cứ nghĩ đi đến cái chuyện mà mình đi tắm nó sẽ mát đó, hoặc là mình đi tìm cái chỗ nào mát mình ngồi, thì mình cứ bị cái nóng đó, nó chi phối đi. À, mà bây giờ thử mà mình ráng, mình nhập tâm vô, mình tu tập cái đề mục của mình, làm sao mà tâm mình không bị chi phối nữa, là an trú ở trong đề mục, thử coi nó có vượt qua được cái nóng này không. Đó, mình cứ làm thử đi. Rồi mình, chúng tôi nghe cái lời chỉ dẫn của cái vị thiền sư đó một cách mạnh mẽ, thì chúng tôi nghĩ rằng á, bây giờ cái chuyện mình về á, thì nó chưa được, nó chưa đến. Mà bây giờ đó, mình cứ trốn cái nóng hoài thì nó cũng không được, mà mình cứ suy nghĩ hoài cũng không được. Thành ra bây giờ mình thử coi, mình làm theo cái lời dạy của cái vị thiền sư này coi như thế nào. Thì thật sự nó rất là hay quý vị, thật sự rất là hay. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi ráng tập trung vô, chúng tôi tu tập, tự nhiên mình không còn bị chi phối của cái nóng đó nữa. Thật sự ra ở trên người mình á, mồ hôi nó vẫn đổ. Quý vị biết rằng ở bên Miến Điện á, lúc đó mình tu tập á, những cái y vai trái của mình á, có thể mình tháo ra hết trong cái mùa nóng đó, có thể mình tháo ra hết. Có những người á, là quý vị biết rằng á, người ta lấy cái mền á, người ta nhúng nước rồi người ta mới keo ở trên cái trần á, mình mới ngồi ở dưới đó thì nó đỡ nóng hơn được tí xíu. Nhưng mà mình cứ bị chi phối về những cái điều đó, đó mình không có vượt qua. Lúc đó chúng tôi nghe lời cái vị thiền sư đó, chúng tôi ráng, chúng tôi ráng coi như là tập trung mình vô, mình tu tập, thì rất là hay, thật sự là vi diệu. Lúc đó mình không có còn cảm thấy mình bị chi phối cái nóng đó nữa. Đó, thành ra ở đây á, chúng tôi mới nói rằng là đúng, tâm của chúng ta hồi đó giờ chúng ta quen với những cái dục lạc rồi, phim ảnh ca nhạc đồ này kia vân vân, chúng ta rất là quen. Bây giờ mà tách ra nó khó tách lắm, nó khó tách. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là bây giờ đến cái tuổi này, hoặc là đến cái hoàn cảnh này rồi, mình không tu tập thì thời gian nào đâu nữa để mà mình tu tập. Nói chung là mình tìm những cái câu nào đó mình để ở trong tâm của mình, để mình khích lệ tâm của mình. Mình khích lệ tâm của mình để chi? Để lúc đó mình tu tập, mình không có uổng phí cái thời gian đó. Thì biết rằng là trong khi đó mình quán triệt ở trong tâm của mình rồi, lúc đó mình tu tập, mình tu tập, thí dụ như là đang nói về tu tập về cái đề mục hơi thở, thì trong cái thời gian mà mình tu tập hơi thở á, thì quý vị thấy rằng á, coi như là cái tâm của mình á, nó sẽ bị những cái hình ảnh của quá khứ nó sẽ len lỏi vào. Thí dụ như giờ mình đang cái người mà thích về ca nhạc đi, cái người mà thích về nghe nhạc đi, tự nhiên cái mình đang ngồi mình hành thiền hơi thở gì đó, mình đang theo dõi hơi thở ra hơi thở vô, tự nhiên cái mình thích, cái mình nhớ đến cái bài nhạc nào đó, cũng như là những cái bài nào như là quý vị thấy không cũng như thật sự ra đó, quý vị biết không, đối với chúng tôi á, mình không có nhớ những cái bài nhạc đó, nhưng mà tự nhiên á, mình do cái chùa chúng tôi ở gần cái những cái nhà dân, người ta thường ca, người ta ca riết mà đến nỗi mà quý vị biết rằng mình thuộc luôn á. Nhiều khi quý vị thấy có những đứa nó đứng ở ngoài đường ca tỉnh bơ nó ca tại sao anh nhớ em thế này, hoặc là nó ca cái bài mà đắp mộ cuộc tình á, xây giấc mộng ban đầu á, quý vị biết rồi, nó ca riết mà chúng tôi thuộc luôn, mà chúng tôi cũng không hiểu nổi đó. Thì ở đây chúng tôi đang nói về cái điều này, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị mà tu tập đó, là tự nhiên mình đang ngồi hành thiền đó, là những cái đó nó sẽ len lỏi ở trong tâm của mình, nó làm cho nó lóe lên ở trong tâm của mình, tự nhiên một cái đoạn phim nó, hay là một cái dòng nhạc đó gì đó nó lóe lên. Thì các vị trưởng lão mới nói rằng là lúc đó là mình quay về đề mục liền. Thí dụ như giờ mình đang tu tập về đề mục hơi thở đi, tự nhiên nhớ đến cái câu đó, anh làm lo tương lai không nên người không đó, thì mình phải quay về cái đề mục hơi thở liền.
à, chứ mình không để cho cái tâm mình nó theo à, không có để cho cái tâm mình nó theo quý vị, nó diễn biến cái tâm mình nó ghê lắm à, vậy thì qua cái đoạn đó, là qua cái khúc đó là tiếp theo là cái gì à, tiếp theo là cái gì, coi như là cái tâm mình nó sẽ tìm tòi ở trong đó. Thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi lúc đó chúng tôi được những cái vị thiền sư đó dạy mình rất là kỹ quý vị. À, dạy mình rất là kỹ. Thành ra các vị mới nói rằng nếu mà cái hồi lúc trước á, thì thí dụ như có những vị nói à phiền não à, phiền não à, nhưng mà những cái vị mà ở bên cái trường thiền ngày Ba Ao á, à, các vị chỉ mình á, là coi như là lúc đó là không có phiền não à gì hết. Quay lại đề một hơi thở liền, mình đang tu tập đề một hơi thở, bây giờ cái bài nhạc đó nó hoặc là một cái kỷ niệm gì đó nó sanh thở trong tâm của mình, lúc đó mình quay về đề một hơi thở liền à, chứ mình không có phiền não à gì hết đó. Thì mình với nó vật lộn à, mình những người mà tu tập đầu tiên à, chúng ta những người mà tu tập đầu tiên á, thì lúc đó những người đó, đó sẽ vật lộn với phiền não. Mà các ngài nói rằng á, ở trong kinh á, à, Đức Phật nói á, là giống như là một cái con bò, mà con bò với một cái con bò hoang, à, một cái bò, con bò hoang mà chưa được thuần thục. Quý vị biết á, con bò với con bê đó, à, khi mà người ta muốn làm cho cái con bò đó, con bê đó nó lớn lên nó được thuần thục á, là người ta phải tách rời nó ra khỏi cái đàn bò, rồi người ta cột riêng nó vô một cái chiếc cọc. Mà quý vị biết rằng á, cột riêng nó vô một cái chiếc cọc rồi đó, thì lúc đó quý vị nghĩ đi, một con bê mà nó sắp lớn để mà chuyển thành một con bò đó, quý vị đem cột nó vô một cái cọc cây đi, quý vị biết, quý vị thấy nó nhảy lên như là nó nhảy chết vậy đó, nó nhảy lên như nhảy chết vậy đó. Nhưng mà nó nhảy một hồi rồi á, thì nó hết sức, nó chịu không nổi, nó cũng phải nằm đó thôi. Nó nằm ở cái chỗ cái gốc cây để mà mình cột nó thôi. Đó, thì các ngài trưởng lão, các ngài nói á, mình cũng vậy. À, mới đầu vô mình tu tập à, định niệm hơi thở. Mình tu tập về cái đề mục hơi thở. Mình cũng dãy dụa giống như con bê con vậy đó. À, coi như là mình phải chiến đấu với phiền não. À, mình chiến đấu với phiền não, mình coi như là à, hãy mà mình vừa theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, cái mình nhớ về quá khứ à, nhớ về quá khứ đó, hồi xưa mình đã từng đi đến cái chỗ này nè đó, lúc đầu cái mình quay lại cái hơi thở vô, hơi thở ra, quay lại hơi thở vô, hơi thở ra, lúc đầu mình nghĩ à, một chút nữa là đi pha ly nước cam uống, hoặc là một chút nữa ráng hành xong tiếng đồng hồ này đi, cái là mình vô trong đó mình mở máy lạnh ra, mình nằm lên cái giường niệm ha, nó đã hơn. Có nghĩa là tâm tư của mình coi như là nó hơi nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ đến chuyện kia, nó đủ thứ chuyện hết quý vị đó. Thì mỗi lần nó sanh lên cái mình quay lại hơi thở, là hơi thở vô, hơi thở ra đó, coi như là lúc đó đó quý vị thấy rằng các Đức Phật nói là lúc đó là coi như là mình giống như là con bê con mà cột vô cái gốc cây á, nó nhảy dựng lên, nó cái tâm của mình mới đến với thiền định, mới đến với thiền quán à, mình tu tập à, thì nó cũng nhảy dựng như vậy đó đó. Nhưng mà con bê nó nhảy hoài nó cũng mệt nè, con bê nó nhảy hoài nó cũng mệt, còn chúng ta tu tập à, cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ đến những cái quá khứ, những cái hiện tại, những cái vị lai, nó suy nghĩ đến này kia, nó suy nghĩ một hồi nó cũng mệt mà nó mệt rồi, lúc đó đó chúng ta mới nhận định ra rằng là mình có suy nghĩ thì nó cũng vô ích thôi đó. Bây giờ mình thử mình tu tập coi như thế nào, cũng như giống như chúng tôi giới thiệu quý vị đó à, cái vị thiền sư đó nói bây giờ nóng nhưng mà mình ráng mình tu tập con mình vượt qua được không, thì thật sự lúc đó mình vượt qua được quý vị, mình không có bị chi phối về cái nóng đó nữa đó. Thì bây giờ mình tu tập mình cũng ráng mình thử coi mình theo cái đề mục hơi thở này đó coi như thế nào. Chúng tôi thật sự ra đó à, chúng tôi không phải là à, chúng tôi khoe với quý vị, nhưng mà hồi trước á khi mà chúng tôi tu tập á, chúng tôi tu tập về cái đề mục hơi thở đó
À, cái đề mục hơi thở đó quý vị. Thì coi như là do cái tâm của chúng tôi nó bị chi phối nhiều, thành ra lúc đó chúng tôi phải tu tập về cái phương pháp của thiền định. Có nghĩa là cái hơi thở vô, hơi thở ra, mình điểm một. Cái hơi thở vô, hơi thở ra, mình điểm một. Và chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi dám khoe với quý vị rằng là coi như là mình không có bị phối về cái điều khiển hơi thở nữa. Hồi trước giờ đó, mình bị chi phối về cái sự điều khiển hơi thở. Có nghĩa là hơi thở vô, cái hơi thở ra, mình hít vô, mình thở ra, mình điểm một. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mùa dịch corona này nè, chúng tôi cũng cảm ơn cái mùa dịch này lắm. Cái mùa dịch này chúng tôi có thời gian chúng tôi hành thiền được nhiều. Chúng tôi mới phát hiện ra đó là mình không có điều khiển hơi thở. Cái hơi thở vô rồi hơi thở ra, rõ cái bon số 1. Hơi thở vô, hơi thở ra, bon số 2. Nó giống như là một cái lập trình. Giống như một cái lập trình rồi quý vị. Hơi thở vô, hơi thở ra 1, hơi thở vô, hơi thở ra 2, hơi thở vô, hơi thở ra 3, hơi thở vô, hơi thở ra 4. Đó. Rồi từ đó nó có nhiều lắm quý vị. Nó có nhiều cái điều mà nó rất là hay quý vị. Đó. Cũng như bây giờ đó, quý vị thấy rằng một cái vị mà tu tập về định niệm hơi thở. Đó. Thì người ta nói rằng nếu mà tâm của mình an trú được, tâm của mình an trú được ở trong cái hơi thở, thì cái ánh sáng nó sẽ phát sanh. Nó sẽ có ánh sáng nó phát sanh. Thì bây giờ là cái ánh sáng nó ở đâu phát sanh? Cái điều đó nó quan trọng nha quý vị. Cái ánh sáng phát sanh đối với cái vị hành giả tu tập đó, nó không có quan trọng. Nhưng mà mình tìm được, mình biết được cái ánh sáng nó ở đâu phát sanh. Rồi những cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, những cái chi thiền này sẽ bám sát vô đâu. Nó bám sát vô đâu quý vị. Hồi bữa chúng tôi có đi đến một cái vị thiền sư kia, chúng tôi cũng nói các ngài ngồi, các ngài cười, nhưng mà chúng tôi biết các ngài rất là hoan hỷ. Đó. Bây giờ quý vị tu tập, quý vị học ở trong vi diệu pháp luôn, quý vị tu tập. Đó. Rồi bây giờ mình tu tập về cái đề mục hơi thở. Cái ánh sáng phát sanh nó không quan trọng, nhưng mà mình biết được cái ánh sáng này do đâu phát sanh. Do đâu mà nó phát sáng. Đó. Những nhà học vi diệu pháp, nó là cần phải coi lại cái chỗ này. Cái chuyện ánh sáng nó phát sanh là cái điều đó là đúng rồi, là đúng rồi. Nhưng mà từ cái chỗ nào mà nó phát sáng? Đó, chúng ta phải tìm lại. Chúng ta phải tìm lại. Thành ra đó, có ở trong cái mùa dịch này, chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là vui ở trong cái mùa dịch này. Nhưng mà tới nay là người ta đã hết dịch rồi mà chưa có thấy hoạt động lại bình thường. Đó, nhưng mà cũng nhờ cái mùa dịch này mà cảm thấy nó vui, cảm thấy nó vui là được ở lại tu tập nó nhiều hơn. Ở đâu cái điều này nó bí mật. Cái điều này nó bí mật. Thôi nói vậy chứ chúng tôi cũng không có giấu quý vị. Chúng tôi cũng không có giấu quý vị. Thật sự ra đó, quý vị coi lại, quý vị coi lại, khi mà mình tu tập đó, đối với cái đề mục hơi thở hoặc là bất cứ một cái đề mục nào, thì cái vị hành giả đó khi mà có ánh sáng phát sanh thì thấy được ánh sáng là cái chuyện đó là nó bình thường rồi. Nhưng mà mình có chánh niệm ở trong đó, thì mình sẽ biết được cái ánh sáng này là do đâu phát sanh. Quý vị thấy rằng ở trong hơi thở của chúng ta, ở trong hơi thở hoặc là ở trong mình quán về đề mục thể trược hay đại gì đó, quý vị thấy rằng một cái đề mục nào nó cũng có cái gì trong đó quý vị.
tán sắc bất ly, phải không? Tán sắc bất ly, quý vị có ta ăn, quý vị có nhớ tán sắc bất ly không? Giờ ở trong cái đề mục cái đề mục hơi thở của quý vị có tán sắc bất ly ở trong đó không? Có không? Đó. Đó, rồi trong tám sắc bất ly có gì trong đó? Đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, phải không? Màu mùi, màu mùi vị, đúng rồi, sắc cảnh khí, dạ lỗi. Đó, rồi vậy thì quý vị thấy rằng á, cái màu đó là gì? Sắc cảnh sắc là màu, rồi lửa, đất, nước, lửa, gió, đó những cái sắc này nè, đó những cái sắc này nó khi mà cái tâm của chúng ta nó càng định á, thì những cái nhất là cái sắc cảnh sắc là cái màu là nó sẽ tỏ ra ánh sáng, nó sẽ tỏ ra ánh sáng. Hễ mà tâm của chúng ta đó mà định đó, mà nó càng mạnh đó, định nó càng mạnh đó, thì tự nhiên ở trong những cái sắc này nó càng sáng à. Đó thì chính cái chỗ này á là nó phát ra ánh sáng nè, mà chính cái chỗ này nó phát ra ánh sáng. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái điều này á, có nghĩa là chúng ta có sự chánh kiến, mà chúng ta có cái chánh kiến ở trong thiền định, có cái chánh kiến ở trong thiền quán, có nghĩa là chúng ta biết rõ, chúng ta hiểu rõ cái sự mà cái nguồn gốc này nó ở đâu, mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ về cái điều này. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng đó, các cái vị trưởng lão đó, ở bên đó, lúc nào cũng kêu chúng ta là lúc đó là chúng ta phải quay về, chúng ta quán hoặc là chúng ta biết được tám cái sắc bất ly này. Hồi lúc trước thì chúng tôi cũng hiểu các ngài bên Miến Điện là nói một hồi là các ngài quay về tám sắc bất ly, mà chúng tôi cũng rất là mệt với cái điều đó, chúng tôi không hiểu. Chúng tôi nói rằng thí dụ như là mình phải phân tích chia sẻ cái gì mà nó thuộc về mà nó cao siêu, chứ cái gì mà giảng một hồi cũng quay về tám sắc bất ly. Đó thành ra đó là bây giờ chúng tôi mới hiểu được. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, bây giờ đó, chúng tôi mới hiểu ra được là tại sao mà các ngài giảng xong rồi mà đến cái chương trình cao đó là các ngài cũng quay lại tám sắc bất ly. Cũng như quý vị thật sự ra, cũng như là quý vị học về cái môn vi diệu pháp đó, thì quý vị lên trên cao học đó, là quý vị thấy rằng đó, là mình phải nắm vững ở cái phần cơ bản bao nhiêu tâm tịnh hảo, bao nhiêu sắc, bao nhiêu gì đó. Thành ra mình lên càng ở trên cao học á, trung học, cao học gì đó, là quý vị thấy rằng á, là mình phải có cái nền tảng nó vững. Thí dụ như giờ á, mình nói là tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp thiện gì đó, quý vị phải gom vô cho nó nhanh. Quý vị gom vô, quý vị phân tích nó nhanh. Làm hãy mà mình lên cao là coi như là mình càng phải vững cái phần ở dưới thấp, ở sơ cơ mình học. Đó thành ra đó có một, những cái đó, đó mình thấy rằng là rất là lạ. Đó cũng như khi mà tu tập giảng vô thiền, đang chuẩn bị mà đến cận định hay là đến định gì đó, tự nhiên quay về tám sắc bất ly. Đó thành ra có những cái điều đó nó rất là lạ. Đó rồi bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói. Vì thì khi mà cái vị mà muốn tu tập về hành thiền á, thì trước tiên chúng ta phải đi tìm một cái chỗ trống để mà chúng ta tu tập. Tại vì á, đối với cái tiếng động á, cái chỗ ồn ào á, là nó là cái gai nhọn của thiền định, nó là cái gai nhọn của thiền định. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, mình phải đi tìm cái chỗ trống mình tu tập. Rồi bây giờ có những người á, người ta nói rằng á, là người ta nói rằng à, bây giờ đối với đời sống của cái người cư sĩ á, có chỗ nào trống đâu, có chỗ nào trống đâu. Thì chúng ta thí dụ như là
chúng ta chỉ tìm một cái không gian nào đó cho riêng của chúng ta thôi. Còn nếu mà chúng ta ngồi trên một cái trường thiền á, mà nó có nhiều người á, thì lúc đó chúng ta phớt lờ đi. À, chúng ta phớt lờ đi có nghĩa là chúng ta coi như là ở trong cái không gian này có một mình nè. À, rồi mình chỉ đi chung với cái hơi thở thôi. À, hoặc là mình đang tu tập về cái đề mục nào đó, mình đi chung với cái đề mục của mình thôi. Đó. Chứ bây giờ không thể nào mà có nhiều người, chúng tôi có nhiều vị sư bạn với nhau quý vị, coi như là cũng gọi là cũng anh hùng lắm á, cũng mạnh tâm mạnh mẽ lắm nha quý vị. Có nghĩa là đọc ở trong kinh điển gì nè, rồi cũng đi vô rừng tu luôn, đi vô những cái đèo mà ở bên hông là rừng đó quý vị, mà vô trong đó quý vị biết không, mấy vị á, tội nghiệp lắm, mấy vị cũng gan lắm. Quý vị coi như là lấy cái cành cây á, máng từ cái cây, từ gốc cây này qua gốc cây kia, rồi quăng cái tấm bạc lên, quăng cái tấm bạc lên rồi cột sơ sơ vậy đó, để che nắng che mưa vậy đó, rồi các vị mới bắt đầu là lấy đồ lót ra để đó mà ngồi hành thiền quý vị đó. Rồi sáng á, rồi ôm bát đi, ôm bát đi lại ngay chỗ cái chợ, ngay chỗ cái gần khu làng á, để mà khất thực. Rồi quý vị biết đó, quý vị nghĩ đi, những cái chỗ cái đèo núi đó đó, mà một bên ở dưới là rừng cây, ở trên là núi đồ đó, rồi ở kia là cái xa lộ mà nó chạy cái đèo đó. Quý vị biết trời, cho chúng tôi ở chúng tôi không dám đâu. Tại quý vị nghĩ đi, hết sâu bọ rồi đến bò cạp, đến rắn, đến đủ thứ, trời ơi sao mà chịu nổi. Vậy mà quý vị biết chúng tôi có những vị sư bạn á, là coi như là dám vô đó ở mấy tháng luôn á. Ở mấy tháng trời ở trong đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những người á, người ta cũng phải nói rằng cái tâm ghê. Nhưng mà cuối cùng á, quý vị biết sao không, cuối cùng cũng thất bại hết. Vô đó cái điều kiện á, thời tiết đầu này kia nó, cái cơ thể mình chịu không nổi quý vị. Cái thiếu thốn về cái phương tiện đồ vật chất đồ này kia, rồi thời tiết, rồi nó, rồi sau đó đó, rồi chính quyền người ta cũng có cho, cũng cho mình vô trong đó nữa, không cho mình vô trong đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, thở xưa trong thời Đức Phật có vua chúa ủng hộ, có vua chúa một cái vị mà tướng lãnh một cái quốc độ đồ này kia, người ta ủng hộ. Thành ra đó, rồi ở trong đó, đó các vị tu tập đó, trong thời gian ngắn đắc được thiền định, đắc được đạo quả, thành ra ức chế được cái những cái gì mà nó khó chịu, nó phát sanh ở trong thân tâm này đó. Còn ngày hôm nay đó, mình không đủ khả năng, không đủ khả năng quý vị. Thành ra đó, thành ra mình mới mình phải ở trong một cái chỗ nào đó, nó cái điều kiện nó không có khắc nghiệt quá đó. Thành ra quý vị phải, thành ra quý vị nếu mà chúng ta không có đi đến cái khu rừng hoặc là cái gốc cây, thì chúng ta ngồi chúng ta tu tập chung với các vị thiền sinh, thì chúng ta sẽ phớt lờ. Có nghĩa là chúng ta nghĩ như ở trong tâm của mình là coi như là mình lo mình tu tập thôi, chứ mình không quan tâm, không quan tâm để ý hôm nay là bao nhiêu người, hôm qua là bao nhiêu người, hôm nay là bao nhiêu người. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng á, có những cái mùa này nè, ở bên những cái trường thiền ở bên Miến Điện á, quý vị biết rằng lác đác có vài người thôi, lác đác có vài người tu. Quý vị thấy rằng có những cái trường thiền á, là coi như là thí dụ như trường thiền Siêu Minh đi, cái thời điểm mà trong cái mùa hạ á, là quý vị biết rằng là mấy trăm hành giả, mấy trăm hành giả. Nhưng mà những cái mùa thường này á, quý vị qua coi có 7-8 người, có 9-10 người, nhưng mà người ta vẫn tu tập bình thường, vẫn tu tập bình thường. Rồi khi mà mình đi đến cái ngôi nhà trống rồi, hoặc là cái chỗ nào thanh vắng, mình ngồi cái tư thế cho nó vững chắc, có nghĩa là mình ngồi mình thẳng lưng để mà mình giữ những cái đốt xương của mình nó được, nó không có bị sai vị trí, là cái tư thế đó nó vững chắc, mà nó làm cho mình càng ngày càng có cái sự thoải mái, càng có cái sự tỉnh táo. Rồi lúc đó là chúng ta đặt niệm trước mặt, có nghĩa là cái đề mục hơi thở của chúng ta
hoặc là cái đề mục nào đó do quý vị tu, do quý vị tu. Ví dụ như ai niệm tâm, niệm pháp, niệm thân, niệm thọ gì đó, hoặc là đề mục hơi thở gì đó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nói về cái đề mục hơi thở, là lúc đó mình theo dõi cái đề mục hơi thở suốt như vậy. Có nghĩa là mình để ý đến cái hơi thở nó sẽ ra vô, khi mà nó vô nó xúc chạm ở đâu, ra nó xúc chạm ở đâu đó. Thì Đức Phật dạy cái vị tỷ kheo phải nhiệt tâm, nhiệt tâm. Thì khi mà chúng ta đã loại bỏ được những cái dục niệm như ở lúc đầu mà Đức Phật nói là ly dục ly ác bất thiện pháp, có nghĩa là đó chúng ta loại được những cái điều đó rồi, tâm của chúng ta cứ theo dõi hơi thở, khắng khích theo dõi hơi thở, thì lúc bấy giờ nó sẽ có cái sự mà tầm tứ rồi. Khi đó nó có phải có cái sự tầm tứ rồi, rồi lúc đó đó nó sẽ có cái bi tí, có nghĩa là mình có cái sự mà hoan hỷ, mình có cái sự mà mình có cái sự vui thích ở trong cái mình tu tập về cái đề mục đó. Đó cũng như quý vị thấy rằng có những người, người ta cứ xong công việc là người ta đi hành thiền, xong công việc nhà, xong công việc gia đình, công việc gì đó của người ta, rồi người ta đi hành, thì người ta có cái gì chẳng quý vị, người ta có một cái, người ta phát sanh được một cái trạng thái nó vui thích, một cái trạng thái nó vui thích ở trong đó, thành ra đó người ta mới coi như là hãy mà xong phận sự của người ta là người ta đi hành thiền đó. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ, quý vị cũng nên nhớ mình ở trong cái thời kỳ này đó, mình tu tập đó, mình chưa phải là một cái vị thánh nhân, mình chưa phải là một cái vị thánh nhân, hoặc là mình cũng chưa phải là một cái vị mà đắc thiền, mình chưa phải là một cái vị đắc thiền, thành ra đó mình nhớ mình xong cái trách nhiệm bổn phận của mình rồi, mình sẽ đi hành thiền, mình sẽ đi hành thiền. Còn khi mà mình chưa có xong cái trách nhiệm đó, bổn phận của mình đó, thì mình cứ tối ngày hở tới mà mình nói tới mình hành thiền là nó không được quý vị. Chúng tôi thật sự ra quý vị biết không, có nhiều lúc đó, chúng tôi ở chùa cũng vậy, có những vị là coi như là phòng ốc đó, không có chịu dọn dẹp đồ đạc để lung tung, ngay cả chính cái lá y của cái vị đó đắp cũng không có sạch sẽ, mà hãy mà hở tới là cứ nói là nó hành thiền, hở tới là nói là hành thiền. Quý vị biết rằng thân đồ chỗ ở sạch sẽ, nội và ngoại xứ cũng phải là gọn gàng, thì mới phát sanh được chánh niệm, mới phát sanh được định, mới phát sanh được trí tuệ đó. Mà bây giờ quý vị thấy rằng mình không chịu dọn dẹp, mình không chịu làm cái gì hết, mình nói chỉ đời sống này, chỉ là đời sống thiền tập thôi. Cái điều đó quý vị biết, có nhiều khi chúng tôi nói hoài nó mệt, nói hoài cái tâm mình nó mệt, thành ra mình thấy mình làm nó đỡ mệt hơn là nói, nó đỡ mệt hơn là nói. Lúc đó mình nói thật sự ra cái tâm mình nó sân, mình nói cái tâm mình nó sân quý vị. Nếu mà mình xây dựng với cái người đó mà người ta chịu nghe mình thì mình thấy rằng mình hoan hỷ. Quý vị biết thậm chí ở chùa mà mình người ta không mở cửa sớm thì mình đi mở cửa, chúng tôi thấy nó còn khỏe hơn là kêu người khác đi mở cửa. Mình kêu người khác đi mở cửa mình thấy nó mệt hơn là mình đi mở. Thành ra quý vị thấy rằng có khi tự cái gì mình cũng làm được hết đó. Bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chúng ta đang bàn ở đây, thì khi mà một cái vị hành giả mà cứ tu tập, mới đầu thì mình vật lộn với phiền não, mới đầu mình vật lộn với phiền não, có nghĩa là mình tu cứ bị chi phối bởi cái cảnh đã diễn ra rồi, hoặc là mình cứ ước vọng ở tương lai, nói chung là nó đủ thứ hết, mình vật lộn với nó một hồi sao quý vị. Nếu mà mình cố gắng mình ngồi ở đó thì mình chiến thắng, mình cố gắng mình ngồi ở đó mình chiến thắng. Còn mình nói thôi để mai tu nữa, thôi đứng dậy nghỉ ngày mai tu nữa, thì coi như là mình thua. Coi như là mình thua. Thì ít nhất sau khi mà mình vật lộn với nó rồi, mình vật lộn với những cái trần cảnh rồi đó, thì bây giờ là mình
Nếu mà tâm mình được yên lặng rồi, mình thì mình cũng phải ráng, mình ngồi mình tu tập được 10 phút, 15 phút gì đó, coi như là chúng ta cũng sau một thời gian vật lộn mà chúng ta cũng chiến thắng được 10 phút, 15 phút gì đó. Rồi kế tiếp đó, chúng ta cố gắng chúng ta tu tập từ từ nó tăng lên, từ từ nó tăng lên quý vị. Chúng tôi có thấy rồi, có thấy nhiều người đó, là quý vị biết không, tôi nói ra mà sợ nhiều khi người ta nghe người ta buồn, chứ quý vị biết rằng có những người ta cái thời gian người ta hành thiền, người ta quy định là một tiếng đi một tiếng ngồi, một tiếng đi một tiếng ngồi. Mà sẵn ở đây chúng tôi cũng nói kể cho quý vị nghe luôn, những cái người nước ngoài coi vậy chứ người ta hay lắm nha quý vị. Đối với hành thiền đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi, cái người mà phương Tây á, là quý vị dạy người ta đi đứng nằm ngồi là người ta thực hiện đủ bốn hoa nghi luôn, đi đứng nằm ngồi. Còn đối với cái người Việt Nam mình á, là coi như là hình như là đi với ngồi thôi, đi với ngồi thôi à, chứ cũng không có đứng với nằm quý vị. Không biết không biết Nguyên Như có nằm thiền không? Không biết Nguyên Như có nằm thiền không? Chứ thật sự ra cái người Việt Nam mình á, thiệt cái người Việt Nam của mình á quý vị, ngộ lắm, là coi như là bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà mình thực hiện hai quay nghi chính là đi và ngồi thôi. Còn cái người phương Tây, quý vị thấy rằng á, mình dạy cho người ta là đi đứng nằm ngồi đó, quý vị thấy rằng người ta lên ngay chỗ thiền đường á, thiền đường á là người ta nằm, người ta có nằm ở trên đó nữa. Ví dụ như là nằm 15 phút, ngồi 15 phút, đi 15 phút, đứng 15 phút. Người ta chia đều ra bốn quay nghi hết, chia đều bốn nha, không có đâu, không có nằm buồn ngủ luôn đâu, không có đâu. Mình chuẩn bị buồn ngủ là mình đã đứng dậy mình đi kinh hành rồi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình nằm cỡ chừng 15 phút là mình ngủ phải không? Thì mình chia ra mình ngồi cũng 15 phút, đi cũng 15 phút, đứng cũng 15 phút, nằm cũng 15 phút, gần tới 15 phút là mình coi như là mình đứng dậy trước lúc đó mình đi, thành ra nó không bị buồn ngủ quý vị đó. Thì nói chung là chúng tôi phục cái người phương Tây, mấy người đó mình cũng biết là người nước gì nữa, thì thấy họ cặp mắt của họ cũng khác mình, nước da họ cũng khác mình đó, mình biết họ phương Tây nhưng mà không biết họ là nước gì thôi. Nhưng mà thật sự ra cái vị thiền sư dạy bốn quay nghi là cái vị đó thực hành bốn quay nghi, không ngại quay nghi nào hết đó. Cái điều đó rất là hay quý vị đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà mình đang bàn đó, khi mà mình vật lộn với cái đòi đó, vật lộn chúng tôi nói cái câu dễ hiểu thôi, chứ đây tu tập mà vật cái gì mà vật đó, thành ra quý vị đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm. Rồi lúc đó, đó là bi tí, có nghĩa là lúc đó hỷ nó sẽ phát sanh, nên mà mình mới ngồi thiền được lâu, mình mới ngồi được lâu. Tại vì hỷ bi tí này là loại trừ được cái sự dao động và phóng tâm, rồi đồng thời lúc đó nó sẽ giúp cho cái tâm của mình tập trung ở trên cái hơi thở, tập trung ở trên cái đề mục mình tu đó. Thì đến khi nào mà tâm của chúng ta an trú, an trú không còn bị dao động, không còn bị chi phối nữa, thì lúc bấy giờ là coi như là những cái ánh sáng, những cái ánh sáng nó sẽ phát sanh, những cái ánh sáng nó phát sanh. Mà hãy mà ánh sáng phát sanh đó, các vị trưởng lão, các vị thiền sư nói cho chúng ta biết là kệ, chúng ta không quan tâm đến ánh sáng. Cái ánh sáng nó ngộ lắm, mình mà quan tâm đến nó đó là coi như là tự nhiên là lát nó mất. Mà mình chỉ tiếp tục theo tu tập với cái đề mục của mình, cái đề mục của mình đang tu tập, đề mục nào mình đang tu tập là mình cứ tiếp tục với cái đề mục đó. Còn hãy mà mình bị chi phối qua cái điều khác á, là coi như là tự động nó biến mất, tự động nó sẽ biến mất, mà mình chỉ đi theo cái đề mục mình thôi, là tự động là ở bên phía bên kia nó sẽ sáng chói đi, nó sẽ càng tâm mình mà nó càng yên lặng, tâm mình mà nó càng định, thì coi như là
Lúc đó đó là cái ánh sáng, cái ánh sáng nó càng phát sáng hơn. Còn mà hãy mà mình cứ để qua cái để tâm mình đến cái ánh sáng đó là lát là ánh sáng đó nó mất à. Đó, thành ra lúc đó là quý vị thấy rằng á, các vị Đức Phật ngay chỗ này Đức Phật dạy coi như là lúc này á, là quý vị biết rằng á, là tại sao mà người ta nói rằng là mình giống như là lúc đó là mình giữ cái sự tu tập mình giữ cái chánh niệm mình giống như là cái người mẹ mà đó quý vị. Ở trong cái bản kinh đó mô tả đó, quý vị biết rằng cái bào thai của một cái vị chuyển luân thánh vương đó, cái người mẹ đó người ta nhìn người ta thấy luôn, người ta thấy cái thai nhi nằm trong đó đó, thành ra đó người ta đi đứng người ta giữ gìn rất là cẩn thận với cái thai nhi đó, rất là cẩn thận. Thì cái vị mà tu thiền cũng vậy, cái vị mà tu thiền á, mà có cái vị mà tu thiền mà có cái ấn chứng có cái ánh sáng rồi đó, thì cái vị đó người ta sẽ giữ người ta sẽ giữ cái ấn chứng đó, giữ ánh sáng đó giống như cái gì, giống như cái người mẹ mà mang thai cái bào thai của chuyển luân thánh vương, cái người mẹ phải giữ kỹ như vậy, giữ kỹ như vậy đó. Đó thì khi mà chúng ta tu tập về thiền, khi mà chúng ta mà phát sanh được một cái gì đó, chúng ta không phải là chúng ta ngã mạn, chúng ta không phải là chúng ta ngã mạn, hoặc chúng ta không có để những cái phiền não nào nó chi phối mình hết, mình cũng không khoe khoang, mình cũng không có ngã mạn, mà mình cũng không có quá hân hoan ở trong đó. Đó, nhưng mà mình phải có cái mức cẩn thận, mình cẩn thận, mình gìn giữ, mình gìn giữ. Thì từ cái chỗ đó đó, cái vị hành giả đó là sẽ tự nhiên, cái vị hành giả đó sẽ phân biệt được, sẽ phân biệt được cái nào là tầm nè, cái nào là tứ nè, cái nào là hỷ nè, cái nào là lạc nè, cái nào là định nè. Đó, khi đó là tự động cái vị hành giả sẽ thấy, những cái chi thiền đó phát sanh. Rồi những cái chi thiền đó nó phát sanh á, là nó sẽ áp sát vào cái gì, nó sẽ áp sát vào cái gì thì tự cái vị hành giả nó sẽ thấy, tự cái vị hành giả nó thấy là coi như là nó áp sát vô hơi thở hay là nó áp sát vô cái gì, cái ấn tướng gì đó, thành ra nó mới gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, thành ra cái chỗ này á, cái chỗ này á, lúc đó đó là cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của cái vị hành giả đó, cái vị đó mà phát sanh được, tự nhiên mình tu tập, do mình đi theo cái đường lối này, đó là mình đi đúng đường lối, có sự tinh tấn, có niệm đàng hoàng, thì coi như là lúc bấy giờ là những cái chi thiền nó sẽ xuất hiện. Mà những cái chi thiền này á, nó xuất hiện á, là lúc đó đó là nó sẽ áp sát vào hay là nó dán nó áp gì đó lúc đó vào cái đề mục mình đang tu tập hay là cái ấn tướng của mình phát sanh, thì lúc đó các vị hành giả sẽ biết. Còn bây giờ chúng tôi không nói bây giờ chúng tôi không nói đó, thì chỉ là hoàn thành đến quý vị là coi như là lúc đó do mình đi đúng cái đường lối này, mình tu tập về định niệm hơi thở đó, rồi sơ thiền phát sanh, nhị thiền phát sanh, đến cho đến ngũ thiền, đó là cái chánh định, đó là cái chúng tôi vừa trình bày chư vị như lúc đầu chúng tôi nói, đó là cái con đường để mà dẫn đến cái định tâm của mình, cái con đường mà dẫn đến cái định tâm. Còn cái những cái chi thiền lúc đó mà nó phát sanh rồi nó áp sát nó dán vô đề mục mình đang tu hay là ấn tướng gì đó thì cái đó là từ từ, cái đó mai mốt ai năn nỉ mới nói. Rồi thôi, bây giờ là đã cũng vừa đủ với chi pháp và thời gian rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay.
Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, chia đều đến các vị đang thính pháp, mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin chia phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã bỏ thời gian để vào lớp dạy cho chúng con bài học hôm nay. Dạ sư phụ, chưa gì mà chị Hồng Nhung đã nói con năn nỉ sư phụ nói nhỏ cho con biết để về thông báo với cả lớp ạ. Dạ bây giờ tới giờ của đạo tràng, có câu hỏi gì để cho sư Pháp Tính trả lời? Có ai có câu hỏi gì không về vấn đề thiền định? Hồi nãy em thấy chị Nhung có cái câu hỏi gì mà ngồi kiết già bán già đó. Em xin mời chị cầm mic chị Nhung. Dạ, em xin dâng mic tay cho chị ạ. Dạ thưa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con kính đảnh lễ thầy Kinh cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ con cũng có cái hơi lấn cấn, tức là theo trong kinh thì nói là đi đến ngôi nhà vắng rồi gốc cây rồi ngồi lưng thẳng, ngồi kiết già, thì rồi đặt niệm trước mặt. Nhưng mà trong thực tế thì con thấy có nhiều vị nói là không cần phải ngồi kiết già, thành ra là con cũng không biết là như thế nào, kính xin sư giải thích giúp ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, làm quý vị nghe. Dạ, quý vị nghe rõ ha. Dạ, một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tăng, kính chào đại chúng trong room. Đối với cái lúc mà chúng ta hành thiền á, thì coi như là mình không biết những cái bản kinh ngày xưa dịch ra như thế nào, nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái bản kinh nào cũng với tư thế kiết già lưng thẳng. Điều này mai mốt quý vị nào nhớ nhắc chúng tôi khi mà chúng tôi gặp các vị dịch giả đó, nhất là những vị mà trưởng lão mà tam tạng rồi đó, mình hỏi kỹ lần nữa cho nó ổn định. Còn đối với chúng tôi đó thì khi mà chúng tôi đi các trường thiền đó, thì quý vị biết rằng các vị thiền sư cũng không có đề cập đến cái kiết già này. Có nghĩa là ai ngồi kiết già được thì tốt, ngồi bán già được cũng tốt. Và khi mà không ngồi bán già được đó, thì hai cái chân không có chồng lên nhau cũng được, cũng tốt nữa. Có nghĩa là cái tư thế nào quý vị cái tư thế nào quý vị cảm thấy thích hợp của mình là được. Đó, thành ra hồi nãy chúng tôi mới đề cập đến là quý vị thấy rằng cái hành giả của những cái người ở bên nước ngoài, những người bên nước ngoài là quý vị biết rằng họ rất là hay, đi đứng nằm ngồi họ đều phân ra đủ đủ bốn quan nghi hết. Thành ra cái chúng tôi nói là cái đó quý vị biết rằng khi mà mình hành thiền quý vị là chúng ta phải đủ bốn quan nghi, chúng ta không nên như hồi xưa giờ mà hai quan nghi. Mà chúng tôi kêu quý vị tập thêm cái quay nghi nằm á, là nằm ráng nằm hành thiền chứ không phải nằm ngủ, không phải là vô là ngủ thì ha. Không phải là, nhưng mà mình phải tập, tại vì quý vị nghĩ đi, sau này chúng ta sẽ có một cái thời gian dài chúng ta nằm ở trên cái giường bệnh, chúng ta có một thời gian dài chúng ta nằm trên giường bệnh, khó tránh khỏi lắm quý vị, khó tránh khỏi lắm. Thành ra bốn quay nghi chúng ta cũng phải tập đều hết. Có nhiều người người ta thấy là mình ngồi được lâu là mình làm như là mình cảm thấy mình thích quý vị, nhưng mà sau này có thể một thời gian sau mình không có ngồi được đâu. Nó trở lại cái câu hỏi của Phật tử Hồng Nhung đó, thì là coi như là
mình với cái tư thế nào mình cảm thấy dễ chịu thì mình sẽ thực hành theo cái tư thế đó. Viết già cũng được, bán già cũng được, hai cái chân không có chồng với nhau cũng được. Đó quý vị, tại quý vị không có qua những cái trường thiền quốc tế. Những cái trường thiền quốc tế đó, quý vị thấy trò có những cái ông Tây ổng mặc cái chân ổng, chúng tôi không có thể nào mà hình dung tả được. Đó, rồi sao mình kêu mấy ông viết già. Đó, cũng có mấy bà nữa quý vị. Cái bà coi như là cũng cái chân nó bự là bự luôn, cũng đâu có viết già được. Đó, thành ra tư thế nào người ta ngồi, người ta cảm thấy thoải mái là người ta sẽ, người ta sẽ thực hiện cái tư thế đó, người ta sẽ ngồi trong tư thế đó. Rồi quý vị thấy rằng những người già ở trong thời nay, là quý vị thấy ở những cái chánh điện ở Việt Nam á, bây giờ cái chánh điện ở bên Việt Nam mình á, là ở chánh điện nào có, cũng có một cái ghế dựa dài, cũng có một cái ghế dựa dài để chi, để cho những ông già bà lão, những ông già bà lão ngồi trên đó quý vị. Ngồi trên đó thì mới được, ngồi trên đó, ngồi trên đó chứ không thôi người ta bị đau lưng rồi nhớ quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là ngồi ghế luôn chứ đừng có nói mà kiết già rồi này kia. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng là cái tư thế nào mà thích hợp thì quý vị cứ thực hiện cái tư thế đó. Dạ, rồi bây giờ rồi xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin kính tri ân sư Phụ Pháp Chính đã trả lời cho chị Hồng Nhung. Dạ thưa ngài, con có một câu hỏi là có những vị thì con được nghe là mình nên ngồi một tiếng rồi mình đi một tiếng, còn có những vị thì thích ngồi luôn, mà có những vị thì nói là khi mà ngồi more than một tiếng thì không có được tốt, mà maximum là chỉ một tiếng, có phải vậy không sư phụ? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, sa phố lành thai, kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự hành thiền thì thật sự ra nếu mà mình ngồi mà với một cái tâm mà có định, có nghĩa là cái tâm của mình mà có theo dõi được cái đề mục, theo dõi được cái đề mục, có nghĩa là mình sát, đi sát với đề mục, thì mình ngồi cái thời gian nó được lâu chừng nào nó tốt chừng đó quý vị. Lâu chừng nào nó tốt chừng đó. Chỉ trừ khi nào, trừ khi nào á, là quý vị biết rằng á, là cái hội chúng đó đó, cái hội chúng đó đó là người ta, thí dụ như là cái trường thiền đó, đó là tới tới 9 giờ tối là người ta phải đóng cửa trường thiền. Còn mà khi mà mình ngồi á, mà quá thí dụ như 10 giờ, 10 rưỡi đồ này kia đó, người ta chờ mình á, thì nó không có phải, nó không có thích hợp. Cũng như quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, thì sau một cái thời thiền tập á, thì sẽ có những cái vị sư chịu cái trách nhiệm là đóng cửa chùa đồ này kia, đóng cửa chánh điện đồ, thì có những vị người ta phải chờ, có những vị người ta phải chờ mình xả thiền, mình đứng dậy mình đi là người ta đóng cửa chánh điện vân vân đó. Thì khi mà đối với chúng tôi rất là tôn trọng những người hành thiền, mình tôn trọng lắm quý vị, tại vì mình sợ đụng đến mấy người đó mình sẽ bị mang nghiệp vân vân. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới để sẵn ổ khóa đồ cho cái người đó, thì chắc chắn khi mà sau khi mà họ là một cái người hành thiền lâu đó, khi mà họ ra tâm của họ rất là tỉnh táo, họ thấy mình để cái ổ khóa ngay đó là họ biết là họ ra họ sẽ bóp ổ khóa lại cho mình, mình khỏi cần quan tâm. Thì ở cái chỗ này á, chúng tôi muốn nói về cái điều này là như thế nào. Có nghĩa là mình ngồi lâu được thì nó tốt, nhưng mà với điều kiện là mình ngồi là mình có cái sự định tâm, có nghĩa là mình theo dõi sát ở trên cái đề mục một cách liên tục, chứ mình không có ép quá. Thí dụ như mình ngồi bây giờ, nãy giờ mình thấy rằng hồi lúc đầu mình vô mình hành thiền cũng được, thành ra mình ráng. Bây giờ tuy rằng nó hết giờ nhưng phải ráng ngồi bù thêm một tiếng nữa, ngồi bù thêm một tiếng nữa, thì cái điều đó không nên. Mà hễ mà tâm của chúng ta cảm thấy an lạc trong đề mục hơi thở, hoặc là cái đề mục chúng ta đang tu tập, chúng ta cảm thấy chúng ta an lạc, thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta ngồi, chúng ta không để chi phối thời gian. Hễ mà khi nào mà
mình cảm thấy mình không theo dõi được đề mục rồi thôi mình xả thiền đó, thành ra chứ mình cũng không có bị chi phối thời gian. Cái lúc đầu chúng ta tu tập, chúng ta phải dùng cái đồng hồ để mà chúng ta canh, chúng ta quy định cái giờ giấc. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập nó quen rồi đó, là khi nào mà chúng ta không có an trú ở trong đề mục nữa thì lúc đó chúng ta đứng dậy chúng ta thay đổi quay nghi thôi, à, chứ chúng ta không có bị chi phối đến cái đồng hồ nữa đó. Thì cái đây là cái điều chúng tôi xin trả lời cho Nguyên Như nghe về cái câu hỏi vừa nêu lên. Mà bây giờ xin gỡ mic lại. Dạ con xin kính tri ân ngài. Dạ con thấy chị Hồng Nhung đã có một câu hỏi tiếp tục, thưa sư phụ. Khi ở oai nghi đi thì làm sao tập trung trên đề mục hơi thở được? Vì thiền định thì cần phải yên tĩnh. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, cái điều này là lúc trước chúng tôi cũng cũng nghe cũng nhiều người ta thắc mắc, người ta thắc mắc và giống như cái câu hỏi này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đối với khi mà chúng ta ngồi lại đó, thì chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở. Còn khi mà chúng ta đi là chúng ta phải coi như là chúng ta phải theo ở trong cái quay nghi đi, có nghĩa là khi mà chúng ta đi á, thì chúng ta phải ghi nhận là cái mình đang đi, hoặc là những cái sự xúc chạm, những cái sự xúc chạm, có nghĩa là ở trong như ở trong kinh tạng Đức Phật nói, khi vị chỉ kheo khi đang đi biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi mà đắp y biết mình đang đắp y. Cái khi mà chúng ta thực hiện cái quay nghi đi thì chúng ta theo cái quay nghi đi, chứ chúng ta không có phải theo cái đề mục hơi thở đó, chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi cũng cũng thấy những cái vị thiền sư khác đó, người ta cũng giảng về cái hơi thở, thì lúc mà ngồi thì mình tu tập về hơi thở, đứng mình tu tập về hơi thở được quý vị, nằm mình tu tập hơi thở được, nhưng mà trong cái quay nghi đi thì chúng ta sẽ theo cái quán sát theo cái quay nghi đi của mình. Như vậy thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng có những người người ta cũng đi, người ta đi kinh hành nhưng mà người ta cũng theo dõi cái đề mục hơi thở được, người ta vẫn theo dõi đề mục hơi thở được. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng là do mình sơ cơ, thành ra đó là cái đối tượng nào rõ thì mình sẽ theo cái đối tượng đó. Ví dụ như trong cái lúc đi mình thấy cái đối tượng hơi thở nó rõ hơn thì mình theo dõi hơi thở. Còn nãy mà mình thấy cái quay nghi đi nó rõ hơn thì mình theo dõi cái quay nghi đi. Nên chúng tôi nghĩ do vậy mà các ngài không có bàn về nhiều về cái việc này. Đó. Đây là những cái ý chúng tôi chia sẻ đến quý vị Kim Nhung. Sa thú. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho chị Hà. Dạ, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Bà Ngồi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con có câu hỏi sư là con có nghe người nói là tà niệm, nhưng mà con chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của cái tà niệm. Mà có tà niệm không mà thưa sư, thầy xin sư thích. Dạ, sa thú lần thai. Cái tà niệm á, tà niệm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình nhớ không đúng, niệm là nhớ, tà là sai, mình nhớ không đúng. Ngày chủ nhật vừa rồi chúng tôi có giảng ở trong Rung Pháp Cú, ở trong cái tà niệm á, nó có hai cái trường hợp, tà niệm á, nó cho mình có ác quả, và tà niệm nó không cho mình ác quả. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là tà niệm cái trường hợp thứ nhất á, là thí dụ như là mình nhớ mà mình nhớ sai, cũng như hôm nay mình vô cái room Nguyên Như Kỳ Viên mình học mà mình
mà mình nhớ là cái room này á, mình tưởng là cái room này là cái room pháp cú kinh chuyên đề đó, thì trong cái trường hợp đó là mình nhớ sai. Cái điều này nó có nha quý vị, cái điều này nó có. À, quý vị biết rằng á, có lần á, có gia đình đó, và người ta đem đồ đến người ta cúng dường, rồi chúng tôi đứng ra chúng tôi nhận xong rồi chúng tôi cũng chúc phúc xong rồi á, thì gia đình đó mới nói là con cảm ơn chư tăng ở chùa Bửu Long đã tạo cơ hội cho chúng con, gia đình chúng con có cái cơ hội cúng dường. Cái chúng tôi mới nói rằng ở đây cái chùa Bửu Đức cô ơi, cái chùa tôi đang ở là chùa Bửu Đức. thành ra thôi bây giờ thì chúng tôi rất là ngại, chúng tôi không để cho người ta lên tiếng trước. Thành ra chúng tôi mới nói thôi bây giờ lỡ là cô là ông rồi đó, thì thôi chúng tôi gỡ lại, mấy sư gỡ lại cũng như là cho lại cô nè, cô đem qua bên chùa Bửu Long cô cúng. Thì gia đình nó nói thôi không được sư, vậy là chắc là do cái nhân viên đó rồi. Thành ra thôi bây giờ con tác bạch lại là bây giờ con cúng dường đến, con cảm ơn đến chư tăng chùa Bửu Đức. Đó, thì quý vị biết rằng á, gia đình đó người ta, ủa sao ngộ vậy, con đi vô chùa Bửu Long rõ ràng mà sao giờ cái chùa này thành chùa Bửu Đức. Đó, thành ra đó là trong cái trường hợp đó là mình bị tà niệm. Mình nói người ta tà niệm, người ta buồn. À, mình nói người ta thất niệm, hay là người ta nói là mình nói người ta lộn, hay là mình nói người ta quên rồi này kia đó, thì người ta không buồn. Chứ mình nói người ta tà niệm người ta buồn, chứ cái đó là tà niệm chứ còn gì nữa. Có nghĩa là mình nhớ lộn, cái chùa này mình nhớ cái chùa kia, mình vô cái room này mình nhớ cái room kia. Hoặc là ví dụ như giờ Nguyên Trang, Nguyên Như mình nghe lộn hoài cái gì. Hiện giờ nói mình lầm, mình lộn. Người ta nói có nhiều đó cũng lộn. Đó, thành ra cái đó, cái tà niệm này thì nó không có đem lại ác quả cho mình nha quý vị. Nó không có đem lại cái ác quả cho mình. Còn đối với cái tà niệm á, cái tà niệm của mấy cái người mà người ta, cái chuyện mà nó thuộc về mặt bất thiện mà mình tưởng về thiện á, thí dụ như có những người không biết là người ta không biết trong cái tâm trí người ta nghĩ như thế nào á. Thí dụ như cái người mẹ hay người cha đang hấp hối thì mình lại đi tìm cái ông thầy coi ngày giờ cho cha mẹ mình ra đi. Rồi gặp ông thầy đó, ông ác nhân á, là cái cha mẹ mình á, là đang thở oxy đi. Thay vì á, là đang thở oxy mà thí dụ như là bây giờ là còn thở được là tới 12 tiếng đồng hồ. Mà ông thầy đó ông nói là bây giờ đó làm sao mà phải chết vào cái lúc mà 7 giờ đến 9 giờ đó thì con cháu mới làm ăn phát đạt được. Còn nếu mà qua khỏi cái giờ này á, là sao con cháu làm ăn không được. Này kia đó thì quý vị thấy rằng á, rồi mình nghe vậy mình về mình mới bàn với gia đình thôi trước sau về ba mình hay mẹ mình cũng chết thôi giờ để chết ở trong cái lúc này á, là con cháu sau này làm ăn nó được phát tài phát đạt đồ này kia rồi thay vì người ta 2 giờ trưa người ta mới chút hơi thở cuối cùng, mình mới có 7 giờ sáng 9 giờ sáng mình rút cái ống nó cho đi luôn đó, thì cái điều này rất là ghê. Cái điều này là mình coi lộn, mình không có cũng như là mình không có thiên nhãn thông, mà mình không có thiên nhãn thông quý vị, mình không có những cái thần thông, thành ra mình không nên coi về những cái điều này. Thành ra những cái điều này nó rất là nguy hiểm, bởi vì bây giờ mình học Phật pháp biết mình mới hiểu là tại sao mà Đức Phật không cho mình làm những tay trái tay phải. Những cái nghề mà coi ngày giờ cho tụi nó đám cưới, cho người ta đám cưới rồi đó quý vị. Quý vị biết đó, nhiều khi chúng tôi đọc sách á, chúng tôi đọc bài á, chúng tôi cũng có thấy một cái điều nó vui á, là hên quá mình tu tập ở trong cái giáo pháp này đó, rồi mình chỉ có đi giảng thôi đồ này kia, không có coi bài, mình không có coi giờ coi ngày. Chứ thời buổi này á, mà mình coi ngày giờ tháng tốt á, cho mấy người ta làm đám cưới đó quý vị, trăm năm đầu bạc đồ này kia á, chắc là giờ này nó chữ mình rất là nhiều, họ chữ mình rất là nhiều. Tại vì giờ quý vị thấy những cái cặp mà đám cưới đó giỏi lắm là 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm là chia tay. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Coi như là chia tay liên tục, là coi như là họ lợi họ chữ mình chắc chết. Đó, hồi bữa kêu sư coi ngày rồi, chứ coi ngày lành tháng tốt, coi cái gì đâu, mới có 6 tháng mà bây giờ tụi nó chia tay hết rồi.
mới có 2 năm mà tụi nó chia tay hết rồi, có cái gì kỳ nha ông? Đó là coi như là thật sự, là thật sự ra nó, thật sự ra nếu mà chúng tôi đó nha, chúng tôi mà đi lỡ mà chúng tôi mà đưa tiền cho ông thầy đó mà ông coi ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới nha, à, coi ngày lành tháng tốt mà để mà làm đám cưới nha, rồi chúng tôi mà trả tiền xong rồi mà 2 tháng sau, 6 tháng sau, 2 năm sau mà chia tay nha, mà chia tay tôi lại đòi tiền lại đó, đó đòi tiền lại đó, không biết đâu tiền đâu mà trả đó. Thành ra đó, ở trong cái tà niệm nó là như vậy, à, tà niệm nó là như vậy. Mình á, à, ví dụ như trong cái trường hợp mà đối với những cái người á, mà người ta đang bị cái sự đau khổ đó, đó mà mình lỡ mình hủy diệt nó, cũng như những cái người á, người ta nghĩ rằng á, là bây giờ cái bệnh nhân nó đau quá rồi, cho uống viên thuốc gì đó, cho uống viên thuốc gì đó cho nó đứt mạch máu hay là nó ngăn tim đều lỡ rồi cho chết luôn, mà mình đứng ở ngoài mình nói ờ chết vậy nó ngọt á, à, chết vậy ngọt á, còn nãy tôi thấy đau hoàng hoại quá, à, đau hoàng hoại quá đó, à, thấy tội nghiệp quá cho uống viên thuốc này chết, thấy chết ngọt nè. Nhưng mà mình á, mình đứng ở ngoài mình thấy người ta chết ngọt mà không biết cái người đó chết nó có ngọt không, hay là người ta đau quá chịu không nổi chết luôn, mà đau quá chịu không nổi tắt thở chết luôn, à, còn mình á, đứng ngoài á, mình thấy là ngọt. Thành ra đó, à, cái tà niệm á, có nghĩa là mình cái sự biết, cái sự nhớ của mình á, nó sai, à, sự biết, sự nhớ của mình nó sai, thành ra gọi là tà niệm. Còn chánh niệm á, là mình biết rõ, biết đúng, mà biết đúng ở trong cái trường hợp đó nó là như vậy, à, mình biết rõ, biết đúng, à, thì như vậy á, gọi là chánh niệm, à, đó. Cái câu hỏi này chúng tôi xin được trả lời là như vậy, à, bây giờ bà già gỡ nhắc lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy và trả lời cho chúng con rất là nhiều câu hỏi của ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính thỉnh sư Thân Tâm có thể thay mặt đạo tràng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con không biết sư Thân Tâm có ở trước máy không ạ? À? Dạ, bạch sư phụ, con nghĩ là sư Thanh Tâm không có chức máy rồi, con xin sư phụ có thể chúc phúc cho tụi đạo tràng của tụi con luôn sư phụ. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Vāvatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhūtānu pāvena sadāsotti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupāvena sarasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupāvena sarasvati bhavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã vào lớp giảng dạy cho chúng con, cũng như trả lời câu hỏi và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hân ta hân. Ta tham ma đa nê na pha văn tu phu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê.
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa rang pa tình cha te sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sam kha yang thang sa tăng tham mô tham man thang ga lang khô hô tu sam mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu nei ya ma tham ma ri yam ba we di te i đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô i đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô i đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối nay ngày thứ 6 và cũng là sáng thứ 7. Ở Việt Nam, và chúng ta sẽ được học một lần nữa môn học vi diệu pháp rất là cao quý với ngài với thầy Kinh Minh. Và Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.